bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Bài hát mang tựa đề là Sắc Hoa Màu Nhớ. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé.
các bạn đã lắng nghe Tám ha. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt.